5:34 thứ ba 20 tháng 7. Nó oải gì đâu á, cơ thể vừa oải. Lâu rồi mình chưa có khái niệm ngủ nướng nó như thế nào. Qua mình có bài tập chân đó, hôm nay ngồi thiền kiệt ra nó đau một cách kinh khủng. Rồi cứ bảo quên cái nỗi đau ấy đi, quên cái nỗi đau ấy đi, nhưng mà mình vẫn có cảm giác là hôm qua hôm nay ngồi khá đúng tư thế, cảm giác đau nó vẫn có nhưng mà nó không như cái kiểu đau của mấy ngày trước. Nghĩ từ từ rồi cũng sẽ quen dần với cái số phút này. Ngồi càng lâu nó sẽ càng quen. Hôm nay mình ngồi được 26 phút, mình sắp đạt được cái mục tiêu 30 phút rồi. Áp dụng luôn luật hấp dẫn ngày hôm nay, bước một chân vào cửa, cười toe toét phát buổi sáng cho ngày đẹp. Bạn view hôm nay thời tiết khá là dễ chịu, mình thích cái thời tiết kiểu như này, nó mát mát, nắng nhẹ. Nhớ lại đợt trước là thời tiết kiểu như này là cực kỳ sướng, lấy xe máy chạy vòng cực kỳ mát, cực kỳ sướng, đã luôn. Ok, hôm nay mình thực hành tiếp tục ngày thứ 10 trong trải nghiệm 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Ngày thứ 10, bụi phép thuật dành cho mọi người. Bài tập thứ nhất, lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. Ok luôn, 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Để mình làm luôn. Điều thứ nhất, tôi biết ơn sức khỏe vì đã giúp tôi có cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai, tôi biết ơn cuộc sống vì tôi đang gặp may mắn. Thứ ba, tôi biết ơn tiền vì tiền giúp tôi chi trả cuộc sống này. Thứ tư, tôi biết ơn gia đình luôn luôn yêu thương tôi. Năm, tôi biết ơn những đồ vật đang giúp tôi thực hiện những ước mơ. Thứ sáu, tôi biết ơn công việc vì công việc đang giúp tôi có thu nhập và phát triển bản thân, học hỏi. Thứ bảy, tôi biết ơn vợ tôi vì vợ tôi đã chọn tôi và đang chăm sóc tôi. Thứ 8, tôi biết ơn những người đã và đang giúp tôi trong cuộc sống này. Thứ 9, tôi biết ơn thời gian vì thời gian đã cho tôi những khoảnh khắc để trải nghiệm cuộc sống này. Thứ 10, tôi biết ơn vũ trụ vạn vật vì đã sắp xếp mọi thứ cho tôi tới ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bài tập số 2, rắc bụi phép thuật. Rắc bụi phép thuật bằng cách nói trực tiếp, nhắn tin hoặc thầm cảm ơn tới 10 người đã đem lại lợi ích cho bạn hoặc đã phục vụ bạn. Ok. Và cảm nhận lòng biết ơn vì những điều mà họ đã đang mang lại cho bạn. Cái này trong ngày hôm nay mình sẽ hoàn thành. Giờ mình phải đi sạc pin rồi đã. Ôi, bạn view đang mưa. View đang mưa. Bên kia là đang mưa kìa. Đấy. Bên kia là đang mưa kìa. Bên đây thì đang sáng. Nửa mưa nửa sáng. Thời tiết hôm nay gió khá to. Sáng thì nắng nhẹ mà bây giờ là đổ sang mưa rồi, biết gì. Tất nhiên là không rồi.
Hôm nay sếp nhà chiêu đãi món cuốn. Hôm nay là nhà mình ăn cuốn. Cuốn rau với bún. Đây là món cuốn mùa dịch. Bạn view nãy mưa giờ lại trong luôn được rồi. Trong luôn được ngay. Xong rồi, xong rồi. Bạn view lại mưa rồi các bạn. View lại mưa rồi. Mưa này mưa bóng mây. Mưa bóng mây đâu mà mưa bóng kia, mây. Kia đằng kia vẫn sáng kìa. Nhưng mà mưa này không bóng mây đâu, bóng mây nó có ít. Thế à? Mưa này mưa to đấy, nó chưa kịp xả tối đâu đấy thôi. Ghê nhỉ. Mưa, mưa bóng mây là mưa chỉ kiểu như nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ hạt lất phất thôi. Nhưng mưa, mà còn bóng mây mưa đâu. Này cực kỳ to. Thêm tí gió, thêm anh thổi giọng cái anh thêm tí gió nữa vào là thành bão luôn. Mình tưởng là mưa bóng mây đó, các bạn nhìn ạ, thấy không? Đằng xa kia là, ôi nhìn quả mây kia vợ kìa. Trông quả mây kia nhìn trông sáng trưng luôn nhỉ. Tại vì đoạn đấy là em nghĩ là mây đen chưa kéo đến thôi. Hoặc là mưa ấy chứ, bóng mây là chỉ có một góc bé thôi, mưa này không bóng mây đâu. Nhưng mà anh nghĩ là nó cũng qua nhanh ấy. Nãy lúc ấy cũng mưa một đoạn bên kia rồi. Úi xô ôi, mưa to, mưa to. Các ông chủ quan là lớn đấy. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi. Mưa bắt đầu bóng mây. Thôi hết mây rồi, hết bóng rồi, chỉ còn mây đây. Đây này, bắt đầu loang ra hơn rồi đấy. Nhưng mà mây kiểu mây ăn bắt đầu loang. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi các bạn. Đấy á. Ok, mình vào nghỉ trưa phát. Tối qua mình gặp một quả giấc mơ nó cực kỳ sống động. Mà sáng nay mình vẫn còn nhớ, làm cho mình tỉnh cả trước cả chuông. Mình mơ thấy là mình với sếp nhà mình đang đi hết giãn cách xã hội, đi ngoài đường thì vừa mới hết giãn cách xã hội xong thì tự nhiên việc đầu tiên mình cần làm là đi cắt tóc. Cắt tóc thì mình trước thì mình hay cắt ở 30 size, xong sau đó mình đổi qua cắt ở những cái tiệm barber cắt thử xem, thì mình thấy cái tiệm barber cắt có vẻ chỉn chu kỹ hơn. 30 size được cái cũng rất ok, nhưng mà được cái nó khá là thiên về thời gian, tiết kiệm thời gian, khá là tốc độ, nhanh. Nhưng mà dạo gần đây thì mình toàn cắt barber. Thế là mình đang phân vân, mình bảo sếp nhà mình về trước, còn mình đi chọn tiệm cắt tóc. Mình thấy tiệm nào cũng đông, bởi vì hết dịch, hết giãn cách, cho nên là tiệm nào cũng đông. Thế là đi đến được một cái khu, mình thấy mình căn xem là khung giờ nó vắng vắng tí. Mình tìm được hai cửa hàng, một bên 30 size thấy cũng vắng vắng, một bên barber cũng vắng vắng, đang lựa chọn băn khoăn không biết vào bên nào. Thì thôi nghĩ thôi, mới dịch xong thì cắt cho đẹp đẹp tí, chỉnh chu tí vào barber. Vào barber thì một lúc sau có một ông đi ra trông như người thổ ấy. Ông gọi mình ra, đến lượt vào ngồi cắt. Ôi ông ấy cắt kiểu gì mà đau vãi cả trường ra, cắt lại còn cắt nhanh nữa chứ, cắt xong rồi cảm giác nó ứa cả máu sức cả da. Mình bảo ôi ông cắt kiểu gì đâu ông ơi, đau quá ông ơi. Hóa ra là hết dịch, vừa hết dịch, khách đông, ông ấy làm nhanh để ông kiếm tiền. Mắt thì ông ấy lờ đờ buồn ngủ, kiểu như ông cố gắng làm tốc độ ấy để ông kiếm tiền, bởi vì lượng khách đông mà. Mà ông mới cắt được đến một nửa, mình bảo dừng stop. Đau quá tỉnh cả ngủ. 4:30 mình đã tỉnh rồi, phải trường thật. Tỉnh ngủ về, tỉnh phát là sờ lên đầu, ôi máy quá, tóc còn đây rồi. Ui. Mấy tuần nay mình toàn muốn đi cắt tóc, nhưng mà đúng quá đêm hôm qua thì chưa muốn cắt tóc. Mơ xong quả mơ đấy là thôi, vẫn muốn tóc dài. Nó sống động đến mức mà đến hôm nay, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in. Quả mơ, quả giấc mơ khủng thật. Tí nữa thì kiểu vừa sợ chứ. À, còn một đặc điểm, mình vào mình bảo cắt cho em quả đầu undercut. Ông đòi 300. Vừa mới hết dịch nên là cắt undercut nó lâu. Ông đòi 300, cắt đầu bình thường thì 100. Lúc ấy mình cũng phải
mới cắt đầu bình thường. Bình thường xưa 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 rồi phát xuất hết cả da. Điều này màu khủng luôn. Giờ chúc cách này là tìm mọi cách kiểu như là gồng lên để giữ. Anh cứ mà rửa lên là vì em ca kia để hết nóng. Ôi đớn. Màu nó không đẹp được. Ừ, màu không đẹp được. Bây giờ mình sẽ quay thử bằng em Insta để xem mô hình như nào. View này màu đủ có màu luôn, vàng, da cam, hồng, đỏ. Ok ok. Bây giờ là 10 giờ kém 10. Ngày hôm nay thì tự nhiên trong lúc ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ, mình lại có những cái suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực là nhiều lúc bị hoang mang, không biết là mình có đi đúng đường không, thì lại lướt Facebook, lướt YouTube. Mình có follow kênh của chị Tina Tình. Chị chia sẻ về sự thật phía sau thành công. Tự nhiên xem xong mấy cái video mình lại có động lực. Luật hấp dẫn sẽ thành công tất cả mọi thứ, chỉ cần mình muốn và mình đi tiếp là được. Và có suy nghĩ tích cực, luật hấp dẫn, luật nhân quả và có suy nghĩ tích cực, vậy là sẽ đạt được. Mình chỉ việc tiếp tục đi. Hiện tại mình cũng đang áp dụng đúng với những cái luật đó luôn. Kiên trì, khống chế suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ tích cực, và có lòng tin vào sự lựa chọn của mình. Đó, luật mình ghi đây rồi. Dạo này mình hơi lười nhìn vào những cái mục tiêu và công thức mình tự đặt ra, hơi lười. Ok, nói chung là năng lượng nó lại tràn trề trở lại rồi, cứ tiếp tục thôi, còn lại mặc kệ nó. Mình cứ tiếp tục mình làm vui là được. Bây giờ mình sẽ áp dụng nốt luật hấp dẫn của ngày hôm nay. Bài tập hôm nay thì mình không có nhắn tin cho ai cả. Cảm ơn những mối quan hệ. Bây giờ mình sẽ nghĩ về những người đã giúp mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Uầy, mình vừa mới nhắm mắt, mình suy nghĩ về gần như là 30 năm qua. Suy nghĩ về tất cả những người mình đã gặp, những người đã giúp mình trong cuộc đời mình. Và mình nổi hết cả da gà. Vì quá nhiều người đã giúp mình. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ những việc quan trọng đến những việc bình thường nhất. Mà mình không thể nào mình nhớ hết được, vì quá nhiều. Mình chỉ nhớ được những người cực kỳ quan trọng, những người nó mình chỉ nhớ được những người hiện ra trong tâm trí mình. Thì mình thấy là thời gian nó trôi một cách khủng khiếp, tất cả chỉ còn lại là những
những kỷ niệm. Và mình thực sự biết ơn tất cả những sự giúp đỡ đó của những người mà mình đã gặp qua. Từ những người thân trong gia đình đến những người mình quen biết, đến những người thân thiết bạn bè, rồi đến những người lạ, cũng như người Việt Nam, cũng như người Đức, cũng như tất cả mọi người trải qua trong cuộc đời mình đều có một ý nghĩa nào đó với mình. Một cảm giác thật là lạ, biết ơn, cực kỳ biết ơn, và cũng có phần nhung nhớ. Vì nhiều người bây giờ mình không thể nào mình gặp lại được nữa. Họ đã trải qua một khúc trong cuộc đời của mình. Bây giờ mình có muốn gặp lại, muốn nói lời cảm ơn với họ, mình cũng không thể nào mình nói được nữa. Có người trẻ, có người già, có người mình còn liên lạc, có người mình còn không liên lạc, có người mình biết mình sẽ gặp lại, và có người mình biết chắc là sẽ chả bao giờ mình sẽ gặp lại nữa. Kinh khủng thật. Quá kinh khủng luôn. Hơn cả 10 người trong bài tập thứ 2 ngày hôm nay, thực hành lòng biết ơn, suy nghĩ đến những mối quan hệ, những người đã giúp mình, đã hy sinh mình, đã hy sinh vì mình trong cuộc sống này. Cái bài tập này mình thấy cực kỳ hay. Nó làm cho mình đọc lại, nhớ lại những cái mà mình tưởng là nó đã qua rồi. Bình thường mình sẽ không bao giờ, ít lắm, không bao giờ mình nghĩ về những cái đó. Nhưng mà thông qua những bài tập này, tự nhiên mình nghĩ lại, thì mình thấy thực sự biết ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời mình, đã giúp mình, bất cứ nhỏ, lớn, quan trọng hay là bất cứ một việc gì đó, mình đều thực sự biết ơn người đó. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok, tiếp tục mình thực hành bài tập thứ 3, hòn đá nhiệm màu. Hôm nay mình muốn cảm ơn sếp nhà nấu những món ăn cực kỳ ngon. Cảm ơn sức khỏe giúp cho mình có thêm sức khỏe. Cảm ơn thời gian cho mình thời gian để làm những công việc mình thích. Mình cảm ơn công việc trôi chảy thuận lợi. Mình cảm ơn những khoản tiền thu nhập giúp mình trang trải cuộc sống. Mình cảm ơn bài tập thực hành lòng biết ơn của bạn Văn Aha, giúp mình có được những giây phút mình cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc khi mình nhớ lại những khoảnh khắc đó, biết ơn những người đó. Mình cảm ơn tất cả những đồ vật đã giúp mình ngày hôm nay ghi lại được những cái trải nghiệm này của mình, trải nghiệm hiện tại này. Cảm ơn vạn vật, cảm ơn tất cả mọi thứ, cảm ơn không khí, cảm ơn những nguồn năng lượng của vũ trụ ban cho mình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok, check nhẹ cái ngày hôm nay. Ok, ok, mình tổng kết ngày cái tụng kinh. Hôm nay chưa phải ngày tụng kinh, hơi tối nhờ. Rồi, vẫn hơi tối nhờ. Ok, hôm nay chưa phải ngày tụng kinh, nhưng mà ngày thiền thứ 3. Thiền được lên 26 phút. Nhân số học, mình vừa viết ra cái bảng sau rồi. Mai mình sẽ quay video đầu tiên, luật hấp dẫn thứ 3. Mình phải đẩy mạnh thêm luật hấp dẫn, phải thu hút mạnh hơn nữa. Tần sóng rung động đang tăng cao, phải thu hút mạnh hơn nữa. Yoga, không tập thể dục, không dậy sớm thứ 3. Ok, hôm nay là một ngày nhẹ nhàng với 1, 2, 3 trải nghiệm. Được thứ 3, 3 trải nghiệm, nó cũng hợp lý. Ok, mai mình sẽ lại tăng tốc.